Rồi, Khang Minh xin kính chào toàn thể các bạn, toàn thể quý anh em. Một cái video Khang Minh cập nhật sớm nhất trong buổi sáng ngày hôm nay 17 tháng 12 thứ bảy cuối tuần. Đó là một chương trình Khang Minh khuyến mại nhằm tri ân khách hàng nhân dịp diễn ra hai trận cuối cùng của World Cup 2022 vào đêm ngày hôm nay và đêm ngày mai. Khang Minh sẽ trừ tất cả những cái sản phẩm mà các bác quý anh em mua sắm trong vòng 3 ngày, tức là từ ngày hôm nay cho đến hết ngày thứ hai đầu tuần, ngày 19 tháng 12. Tất cả những sản phẩm mà các bác quý anh em mua sắm tùy vào từng độ đắt rẻ khác nhau, Khang Minh sẽ căn cứ vào đó và trừ trực tiếp từ 500.000 cho tới 2 triệu. Đó, để các bác quý anh em nắm được và ủng hộ mua sắm cho mình những cái sản phẩm âm thanh mỹ bãi, hàng tuyển chọn và siêu tuyển chọn trên Khang Minh GB Bắc Ninh. Cực nhiều luôn. Khang Minh mới về thêm một cặp SRX712M Made in USA, đẹp xuất sắc. Rồi thì SR4722X vẫn chưa cả khui. Đấy, toàn bộ những cái sản phẩm GB, âm thanh mỹ, crown. Rồi thì mọi thứ, những thiết bị xử lý vang mic, rồi thì mixer, rồi thì equalizer, rất nhiều và rất nhiều. Đều là những cái sản phẩm mà Khang Minh tuyển chọn từ bên kia cập nhật về. Số điện thoại và địa chỉ của Khang Minh đây. Đó, Khang Minh sẽ đăng ngay cái video này lên kênh nhá. Buổi sáng thứ bảy cuối tuần, ngày 17 tháng 12, từ ngày hôm nay cho đến ngày mai và hết ngày kia. Đấy, hết ngày thứ hai đầu tuần, ngày 19 tháng 12. Trừ trực tiếp từ 500.000 cho tới 2 triệu, tùy vào từng sản phẩm đắt rẻ khác nhau mà các bác quý anh em mua sắm trên Khang Minh. Chúng ta sẽ nghe thêm một chút cái bản nhạc remix TikTok rất là hay, Khang Minh gõ trên SR4732X. Video rất là ngắn thôi để Khang Minh đăng tải nó lên được nhanh nhất trong buổi sáng ngày hôm nay cuối tuần. Và đêm nay thì là trận tranh giải ba và đêm mai thì là chung kết, cực kỳ hay luôn. Oh,